Xin chào các bạn. Loài nhện là loài đa dạng về chủng loại. Chúng sống ở nhiều nơi khác nhau, có cả trong nhà chúng ta. Hẳn trong đời mỗi người cũng đã gặp nhện ít nhất một lần. Nhưng tôi chắc chắn có những bí mật của loài nhện mà không phải ai cũng biết. Trong video này sẽ bật mí 7 điều bí mật về loài nhện khiến bạn phải há hốc mồm. Được rồi, chúng ta cùng tìm hiểu về những điều bí mật đó nhé. Máu của nhện có màu xanh. Điều kỳ lạ là loài nhện không thực sự có máu. Thứ trong cơ thể nhện là một chất được gọi là hemolim. Khác với máu của chúng ta, chất hemolim không chứa nguyên tố sắt mà chứa nguyên tố đồng. Chính vì lẽ đó, khi máu của chúng tiếp xúc với oxy sẽ chuyển thành màu xanh đậm. Có một loài nhện có thể sống hoàn toàn dưới nước. Đúng như vậy, nhện mang bình lặng với tên khoa học là Arinonita aquatica có khả năng thở dưới nước và chỉ cần ngồi lên mặt nước duy nhất mỗi lần một ngày để lấy oxy. Mỗi con nhện mang bình lặng dán mạng nhện trên cây cỏ dưới nước và tích trữ không khí mà chúng mang từ trên mặt nước xuống để cho vào chiếc áo lặn hay bong bóng bằng cách dự trữ trong bụng. Chính vì thế mà chúng chỉ cần ngồi lên mặt nước duy nhất mỗi lần một ngày để lấy oxy. Không biết ở dưới nước chúng có tìm được thức ăn gì hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng phải hết sức cẩn thận với những con cá ham ăn đang chờ cho chúng vào bụng. Nhện không ăn mà hút chất dinh dưỡng. Nhện hoàn toàn không thể tiêu hóa thức ăn thể rắn, vì vậy chúng thường phải tiêm một chất lỏng vào con mồi. Sau khi chất lỏng này làm mềm các cơ quan và mô của con mồi, nhện có thể hút chất dinh dưỡng từ con mồi mà chúng săn được. Nhện không hề có xương sống. Nhện thật sự không có xương, chúng chỉ có một bộ màng cứng bao quanh các cơ quan và máu. Điều này khiến chúng được phân loại vào nhóm những động vật không có xương sống hoặc không có cột sống. Tuy nhiên, nhện không phải là loài duy nhất có bộ màng cứng. Trên thực tế, tất cả các loài côn trùng và chim nhện đều có bộ màng cứng đó. Vì có một bộ màng cứng khiến cho các sinh vật này có thể phát triển được nhiều hơn và định kỳ chúng phải lột bỏ hoặc thay thế vỏ ngoài của mình. Một nơi duy nhất không có nhện. Các nhà khoa học đã không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu sự sống nào của loài nhện ở Nam Cực. Đơn giản vì nhện không thể sinh tồn được ở trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt như ở Nam Cực. Nhện có thể tự điều chỉnh được huyết áp. Để di chuyển, nhện không chỉ phải sử dụng đến cơ mà còn phải kết hợp giữa cơ và huyết áp của chúng. Chính sự gia tăng đột ngột về áp lực của chất hemolim ở chân khiến chúng có thể di chuyển hay thậm chí là nhảy. Nhện độc cắn sẽ như thế nào? Hầu hết các loài nhện đều không có độc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên biết rằng một số loài nhện với cú cắn mang theo nọc độc vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Điển hình như nhện lưng đỏ ở Úc có nọc độc gây hại thần kinh cho con người trong 24 giờ. Nhện quá phủ đen nổi tiếng với cú cắn kịch độc, ảnh hưởng đến hệ thần kinh tương đối mạnh, tuy nhiên khó có thể khiến con người tử vong. Nhện túi vàng khi cắn lại khiến vết thương bị nhiễm trùng, dẫn tới nhiễm trùng máu và hoại tử. Nhện đen lớn Tarantula tại gần mưa nhiệt đới sẽ khiến con người rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức. Nhện cát sáu mắt sẽ khiến đông máu cục bộ và hoại tử vết thương. Và có rất nhiều loài nhện khác có độc, vì vậy bạn phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với chúng nhé. Chúng ta vừa khám phá 7 điều bí mật về loài nhện. Nếu bạn thích video, hãy like, share và để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video thú vị khác nhé. Chúng tôi mong sẽ gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn vì đã theo dõi và hẹn gặp lại.